Nhận định Argentina vs Ecuador, 6:00 ngày 10 tháng 6, khó có vũ điệu tango. Nhận định bóng đá Argentina vs Ecuador, giao hữu tiền Copa America 2024, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội tuyển Argentina sẽ chỉ xem trận gặp Ecuador là dịp làm nóng đội hình. Vậy nên, không bất ngờ nếu họ không thắng trận này. Sau loạt trận giao hữu của các đội tuyển châu Âu, sân cỏ thế giới tiếp tục được hâm nóng bằng màn tập trận của các đội tuyển châu Mỹ, khi phía trước họ sẽ là Copa America 2024, sự kiện diễn ra tại Mỹ từ ngày 15 tháng 6. Tại giải đấu này, Argentina là đương kim vô địch. Họ đã thể hiện một phong độ xuất sắc và đăng quang thuyết phục cách đây 3 năm. Chiến thắng của họ càng đáng nể khi đội tuyển này vô địch trên sân của đại kình địch Brazil. Năm nay, vị thế của Argentina càng đáng gờm. Họ đã mạnh hơn trước khá nhiều. Với tư cách là nhà đương kim vô địch thế giới, đội bóng số 1 hiện thời trên bảng xếp hạng FIFA, Argentina hứa hẹn sẽ ăn tươi nuốt sống tất cả những đối thủ trên hành trình bảo vệ ngai vàng, ngay cả có là Brazil hay Uruguay, hai đối thủ sừng sỏ của họ. Để làm nóng cho hành trình sắp tới, Argentina sẽ đấu giao hữu với Ecuador vào đàng sáng mai. Phong độ, lịch sử đối đầu Argentina vs Ecuador. Tuy nhiên, trận đấu này hứa hẹn sẽ không dễ dàng đối với Argentina. Đối thủ của họ có lối chơi khó chịu. Ecuador không thực sự bùng nổ nhưng trong những trận đấu then chốt thì họ vẫn biết cách lấy về những điểm số quan trọng. Bằng lối chơi áp sát, thiên về thể lực và rất kỷ luật, Ecuador đã khiến cho nhiều ông lớn phải ôm hận. Nhờ vậy, họ đang đứng trong top 5 vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, cao hơn cả Brazil. Với 3 bàn thua, Ecuador chỉ kém Argentina về thành tích phòng ngự. 7 trận gần đây, họ thua duy nhất trước Italia, giao hữu, còn lại là 4 thắng lợi và 2 trận hòa. Ecuador cũng thường xuyên gây ra khó khăn cho Argentina trong những lần gặp nhau vừa qua. Có thể vẫn thắng nhưng đội bóng tango khó giành chiến thắng một cách nhẹ nhàng, điển hình như màn đối đầu gần nhất giữa hai đội. Ecuador chỉ chịu thua 0-1 với pha ghi bàn duy nhất từ cú sút phạt thần sầu của Messi. Bên kia chiến tuyến, phong độ của Argentina ở vòng loại World Cup 2026 là rất thuyết phục. Họ dẫn đầu với 5 trận thắng, chỉ thua 1. Nhìn xa ra, 18 trận gần nhất kể từ thất bại trước Saudi Arabia ở World Cup 2022 thì Argentina thắng tới 17 trong số này. Thông tin lực lượng Argentina vs Ecuador. Nhưng trận đấu rạng sáng mai, Argentina khó thắng. Thứ nhất, Ecuador thường khiến họ trầy trật. Thứ hai, Argentina sẽ không đưa ra sân đội hình mạnh nhất. Các cầu thủ hơn 30 tuổi của họ như Messi, Di Maria, Otamendi nhiều khả năng sẽ được giữ chân khi họ vừa hồi quân từ câu lạc bộ. Với một đội hình không phải là mạnh nhất, quyết tâm cũng chưa hẳn là cao nhất, sẽ không bất ngờ nếu Argentina ghi được rất ít bàn thắng vào lưới của Ecuador. Dự đoán tỷ số Argentina 1-1 Ecuador.